da của khách hàng đang bị tình trạng là nám lên chi chít như thế này, thì khi đến với nhà Malisa sẽ cải thiện làn da như thế nào, bằng công nghệ gì? Và các chị yêu ơi, ngày hôm nay mình cùng phỏng vấn chị khách hàng này cùng với nhà Malisa nha. Dạ chị ơi, hiện tại là tình trạng nám này của mình là bị lâu rồi chị? Lâu rồi, có thể thấy hơn 10 năm. Mọi người nhìn nào mình đi đến Malisa? 10 cả nhỉ. Do chị có trước kia thì chưa dám đi, tại vì nhiều thẩm mỹ khác đó làm xong là da cũng lại bị nghiêm như vậy mà có chỗ còn nặng hơn nữa, cho nên là em chưa có dám đi. Sau khi có người quen giới thiệu với Malisa thì em đến với nhà Malisa. Nhà Malisa sẽ sử dụng máy móc công nghệ hiện đại tiên tiến. Cái vùng nám tinh như thế này, nhà Malisa sẽ sử dụng công nghệ đầu quay pin Mecha, sẽ xử lý nghiền nát phân hủy và phá vỡ đào thải hết tất cả số nám trên làn da, kết hợp công nghệ là pixel số 2 để bắn ô lưới vi điện trên làn da của khách chị thông qua một cái thấu kính hội tụ, và giúp cho da của mình nó tăng sinh collagen, tăng sinh elastin, giúp da của khách chị nó căng, nó mịn, nó mướt hơn, cải thiện cho mình cả những vấn đề về lỗ chân lông, để làn da trắng sáng đều màu da nha. Hôm nay chị đến Malisa là chị cứ yên tâm làm theo đúng hướng dẫn của mày nhà Malisa.